Hai xin chào bạn, mình là Khang Gà đây. Hôm nay mình chơi tiếp tựa game GTA 5 Roleplay nhé. Với bạn thấy gì không? Mình đang selfie nè. Đang làm vlog chứ. Đây là con xe mới của mình nha. Xe này mình mới tậu ngày hôm qua. Tại mình gấp quá mình chưa quay lại. Đó, đẹp không? Con này y chang con A45 chứ. A45, mẹ A45. Nếu mà bạn chưa biết thì lên Google search nha. Đó, có cái mâm mà. Mâm bao đẹp luôn. Mâm này mâm titan hay sao á, màu titan. Đó. Thì con này đặc biệt nhất là cái đầu đèn thôi. Mình chỉ thích cái đầu đèn của nó. Nhìn nó ngầu quá. Với lại động cơ nữa. Cái cầu nó, con này sử dụng cầu trước nha. Cầu trước mà nó chạy rất là êm. Êm hơn mấy con kia nữa. Lớp bánh lớp xíu à. Đó, để mình thử cho bạn coi nha. Giờ mở ra. Đồng hồ thì thực chất thì cũng đơn giản thôi. Chính giữa là công tơ mét, bên trái là dòng tua, bên phải là báo xăng với báo nhiệt độ. Đó, cái bên cái đồng hồ thì là một cái chỗ radio. Mình chỉnh radio để sẽ đổi theo rồi thấy không? Dưới là điều hòa đó. Xe này 4 chỗ nhưng mà thực chất chỉ có hai người ngồi à. Tài xế với cái ghế phụ thôi. Đó. Hiện tại xưởng của mình á, chưa mở cái lò độ nha. Chỉ có sửa xe thôi. Chừng nào mở lò độ đi thì mình sẽ nâng cấp con này lên cho các bạn coi. Rồi sau này sẽ kiếm tiền mua thật nhiều xe để review nha. Đó. Trong đây, trong trong server này nó có rất nhiều xe hay lắm, đẹp lắm. Vô lăng hơi tù thôi, tại vô lăng kiểu nào xe nào cũng giống xe nào thôi. Nó không chua chuốt về cái vô lăng cho lắm. Đó. Thôi mình thử cái trải nghiệm lái nha. Phía trước là con 13.000. Đó, con đó là bán 13.000. Đó mình định mua rồi, mình chưa đủ tiền. Mình thiếu có mấy trăm đô mà kiếm không ra nên mình quất tậu này luôn. Mà hên là tậu đúng. Con này chạy bao êm luôn, bạn thấy không? Nào mình lên số nè. Mình coi nè. Mình dừng lại cho các bạn coi nè. Nè giờ mình đạp ga nè. Nó lết xíu rồi thấy không? Từ 0 lên 100 mình nghĩ có 5 giây. Đó, đủ xài. Hai ống bô xì bót không? Xe gầm thấp nữa. Trời ơi. Kiến carbon luôn à. Kiến carbon đó. Bạn thấy cái vần của nó không? Đó. Giờ mình ra cao tốc mình test thử nha. Con này thì thực chất mình chạy hôm qua mình chạy Odo 47 à. Đó các bạn thấy dưới cái đồng hồ công tơ mét không? Trên dưới trên cái đồng hồ công tơ mét là 47 á. Mình chạy được 47 à, 47 cây. Chạy cũng tầm 140 à, xuống dốc 150. Tại xe chưa độ, mốt độ mình sẽ độ full bài luôn. Rồi hôm nay mình sẽ đi làm mechanic mới nha. Để cho các bạn coi, để sau này các bạn muốn vô thì hãy làm đơn. Mình giới thiệu cái nghề mechanic này thôi. Bạn muốn vô thì đợi công ty tuyển thì mình phỏng vấn xong rồi các bạn mới vô làm được. Hiện nay cái nghề này là khá hay. Nhiều nhiều công việc để cho mình làm. Đỡ nhàn. Đó không, xuống cao tốc, xuống dốc là tới 170, 180 rồi. Đường 180 luôn. Đây đồn bị đi mình chạy chậm thôi, mất công hồi trước mình phạt 700 đô tiền quá tốc độ. Bị đi. Mình khuyến bạn á, nếu mà chơi á, chơi server này á, gán để 10.000 mua mấy chiếc này nè, mua chiếc này nè. Vừa chạy nhanh. Con này như cốp 5 kg à, đúng rồi, cốp có 5 kg à. Để mình vô ga ga rồi cho các bạn coi cốp có 5 kg à.
Đây để mở, bấm bấm chay để mở cốp nha. Cốp 6 ký chứ, 6 ký. À mình quên nói một điều nữa. Hôm qua mình mới giới thiệu cái điện thoại xong không? Giờ cái điện thoại nó sẽ thành khác rồi. Tại cái kia nó bị lỗi nhiều quá, đổi điện thoại luôn. Đó. Điện thoại Android. Có camera, có Twitter, rồi lum note này. Mình ghi vô. Đó. Thôi mình đi làm nha. Giờ mình phải lấy xe. Trước tiên là mình phải nhận được cái dụng cụ. Bạn phải vô bàn mình nhận công cụ đúng không? Xong rồi mình chọn xe mình đi kéo rồi. Giờ ổn định nhất là con lắp bét nha. Ổn định nhất. Tại con tao trước lâu lâu nó bị lỗi á. Mình đi dưới mấy cái gầm cầu á là nó bị lỗi à. Đó giờ mình đi mình đợi. Mình đợi có cuốc thôi. Mình đi vòng vòng thành phố mình chơi giới thiệu đồ. Đợi tổng đài nó gọi rồi mình hãy đi đạp. Đây có taxi nè. Chạy ẩu quá. Rồi mình Nghe cũng nghe nghe cuối cùng mình cũng tới nơi rồi nè. Để mình tắt cái radio nó hơi Alo. ồn. Alo. Đây là có radio mới nè. Đó mình tắt rồi xong. Tới nơi rồi. Chỗ này nông dân mà đúng không? Đúng rồi, chỗ này nông dân mà. Ủa mình cũng kén gì vậy? Ủa sao quá? À, mình có phải không? Đi sao qua đây? À, bên đây, bên đây, bên đây. Sao đó bạn ơi? Bạn coi xe tôi bốc khói cả này nè. Từ để mình kiểm tra coi coi sửa được không. À, xe này nó là xe công ty nên tụi mình sửa không được rồi. Này là xe công ty đúng không bạn? Đúng rồi, Xe công ty là tụi mình không có sửa được rồi. ông trả về cho tôi trả xe được không? Trở về trả xe hả? Nó nằm đâu? Công thằng Dưỡng Là đâu ông cứ lên xe check cái map đi để coi để rồi. tôi nâng lên xe lên nha. Đó vậy là xe này không sửa được, xe công ty là không sửa được nha các bạn, xe cá nhân mình tụi mình mới sửa được thôi. Giờ mình bắt đầu nâng xe lên. Mình làm vậy cho chắc lâu lâu nó bị bung quá mày. Đó mình làm vậy cho chắc. Rồi xuống xe rồi giờ mình nâng xe lên. Đó. Đó, rồi lên 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 rồi. Rồi bạn lên bản đồ bạn bấm giùm mình. Ờ có Phải rồi không rồi? Nghe cái tiếng của ông quen quen nhỉ? không? Quen. Hả? Ông quen Tôi không? ai cũng nói cũng về quen á. Hello. Cái xe nó đi từng 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 tiếu này. Cái này tôi lấy giá di chuyển nha. Bây giờ hết hết dịch vụ miễn phí không? Không, tại cái này sửa không được nên mình sẽ tính phí vận chuyển thôi. Chừng nào xe cá nhân mình sửa được thì mình tính rẻ mà mình giảm 50% mà. Cái này mình lấy 100 đô thôi. Được không? Lên lên. Lấy giá hữu nghị 100 đô thôi.
Hôm nay sao rồi? Nghe giá 100 đô hết hồn đó nè. Đó, nghề mà trên nít nó lâu lâu vậy các bạn. Sửa được thì đem về ra ga sửa thôi. Này trời đẹp quá. Giá vậy. Bạn thấy chiếc xe từ 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 nghìn tiếu không? Đúng tiếu luôn. Này chứ. Thôi mình nói chứ làm có tâm mà. Cho phi trong này. Hỏi lấy 100 được. Coi như ông này may mắn. Cuốc đầu tiên của mình. Mình có tổng đài cứu hộ nè. Không biết công an có bắn tốc độ không nè. Rồi cuối cùng mình cũng tới nơi nha. Bên kia nằm bên kia. Ủa hôm này đi làm. Ủa cái này là nghề gì vậy không? Hú hú ông ơi. Cái này mình nghĩ là tới nơi rồi nè. Để đâu không? Mời. Hôm nay bị gì á? Mất người. Giờ mình hạ xe xuống cho khách nha. Đó. Hạ thì cũng vậy thôi. Bấm. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da. Này. Cảm ơn nha. Ok, ok không? Nói chứ phi cho khách đi, ca là tiên rồi. Rồi, đợi cuốc tiếp theo thôi. Coi như cuốc đầu chưa có gì đi. Khổ lắm, mẹ chi nết lâu lâu cũng khổ rồi. Ế vừa ế. Giờ mình đợi cuốc tiếp theo nha. Hello anh trai. Nhớ nhớ nhớt nè nhớt nè nhớt nè. Nhớt nè. Ủa cũng ông Ballad tay nữa nè, what the fuck. Hả? Đồng thế. Chào bạn ơi. Ok ok. 80 đô nha, 80 đô nha. Hay có đồ cực, hay có gì anh? Là 380 đô. Cái gì anh? Quên mới mình lấy xe kéo, mình kéo xe ông này vô. Thôi thế thì 3 giờ đi. Lùi đi, lùi gió lẹ. Kéo đít gió lẹ. Anh lỗi gì anh? Có tổng đài cứu hộ kìa. Để mình sửa xe cho ông này. Rồi xe ông nào đây? Cái xe này em bị lỗi hai lần bên này rồi. Nhấn E để chỉnh boom bot. Rồi là heo. Nó trừ mình nhớ nhưng không có chữ E nữa thầy. Heo quèo mà. À, xem thì nên chú nhấn E để điều chỉnh boom box phải sao? Tự nhiên sao tự nhiên đừng có quả boom box. Bạn chủ vậy? Xe này đâu rồi? Alo. Động cơ thay mới nha bạn ơi. Xe này xe ai? Ủa nhiều xe vậy? Ủa đông vậy? Thì hai người mà. Bạn ơi. Kìa còn chiếc nữa kìa anh.
Sao sao? Lỗi nó nè, để được. Không có đẩy lùi được đâu sếp. Cái gì ấy? Cái này gì? Là cái gì? Nó lùi tới rồi. Để em phụ anh. Để ngoài đi, để ngoài đi, để ngoài đi. À, bạn chửi xe này đâu, bạn chửi xe này đâu. Bạn, đúng rồi, xe bạn giờ động cơ hư rồi. Bạn phải thay động cơ mới, giá là 350 đô nha. Ok, em tưởng anh kia anh tới giúp em. Anh nào? Anh này anh. Em chết mất. Ủa, bị mất nát. Nhớ rồi sếp ơi. Thông. Quỷ thông. Thế à? Để xác nhận cái mới sửa. Mất công mất cái động cơ. Nè anh nói với thông em ơi, thông ơi. Sao xe em từ bốc khói từ đầu sang xuống đi rồi. Không biết cái động xe này nó động cơ lạ lắm. Động cơ đằng trước đằng sau bên mình cũng không biết nha. Chỉ có một động cơ thôi, giờ thành hai động cơ rồi anh. Sửa xong chưa? Ủa thay động cơ chưa? Thay động cơ rồi nhưng mà giờ ngồi lên xe chưa? Ngồi lên xe chưa? Ngồi lên xe chưa? Ngồi. Sửa xong ngồi lên xe. Thì có ngồi mà, ở kìa nhưng mà thay nhớ không được. Xe này sửa chưa sếp ơi? Chưa, đang coi, đang xác nhận khỏi. Em bán con này là em cũng đủ mua con 20. Sửa con ngoài ở ngoài đi, sửa con ở ngoài đi. Này để tôi sửa rồi. Em bán 10.000 thôi. Thì lô lô lô. Anh hỏi em nè. Em hỏi anh nè. Này để tôi sửa rồi. Thành hai động cơ có phải đắp đô tiền không? Sửa xe ngoài á. Thôi, em về. Từ xe đã. Giờ mình phải lấy cái động cơ. Đây động cơ tiêu chuẩn này một cái rồi. Mình kiểm tra lại. Ủa Thông trả tiền cho xe này đúng không Thông? Giúp em với. Tôi trả tiền con xe đó cho. Rồi ok rồi. Ủa anh xem này. Sao lại bốc xe khỏi đầu xe nè. Ủa xe còn nguyên mà. Sao anh biết xe luôn nè. Sửa xe gì đây. Rồi xong. Không biết sửa xe. Anh có biết sửa xe không? Anh cởi áo ra em thay em sửa cho. Xe đó hơi bị lỗi các bạn. Hiểu. Mượn chìa khóa bạn ơi. Ok không ạ? Mượn chìa khóa chạy vòng. Anh cho xe ngồi đi nó mới đưa lại thôi. Rồi đi bên. Xem thấy xe nó bốc khói nặng hơn vậy anh. Có nổ không vậy anh? À. Sửa xong mình phải đi test xe nha. Trời ơi, gì xe để ngoài đây vậy? Cái bánh kìa. Ông này ông tông cái bánh nó lệch qua bên luôn. Ủa xe này mua trần luôn á rồi. Để test chức năng. Ok. À mất mui rồi. Ủa có mui không? Ủa sao không nâng mui được rồi, xe này hư rồi. Sửa xong bạn phải đi test xe. Xe này cũng được để mình test giết giác. Ổn. Bánh xe vẫn còn vậy ngon, không biết ông này sửa thân xe không, để sửa luôn. Ngon cơm. Đông quá ta. Tôi không đi học tiếp anh nhá. Tôi em nhá. Đúng rồi anh ơi, đi bắt gà mà đâu có. Rồi, xe bạn sửa thân xe luôn không? Động cơ ngon rồi đó. À. Sửa đi anh. Anh kia tính tiền mà, em đâu phải lo đâu. Ok. Sửa thân xe luôn không? Sửa luôn anh. Sửa thân xe luôn không? Hôm nay 2 tháng 9 thì anh em đi tôi thanh toán hóa đơn này hết cho. Được. Giàu.
Đây để sửa tha sửa thân tính anh luôn ơi, lượt. Anh đánh em gãy răng rồi anh ơi. Ờ. Anh ấy anh nào quýnh em nhỉ? Nghe. Thân thân. Như này khoai vậy. Kiểm tra. Anh này nè. 10 anh sát. Anh này nè. 5 đồng hay nhôm đúng anh không? Em mình răng quên rồi. Nữa rồi. Quay, mình ngốc. Đầu óc mình. Đây hả? Nhiễm não. Nhiễm não qua đi. Kiểm tra. Em 10 em, sát 5 em. Đồng hay nhôm. Lấy nguyên liệu. 10 sắt. Để em nói anh hết sắt rồi. Anh vừa qua đây để em nói anh này sửa xe cho em, hư xe anh này đánh em. Này, báo báo qua lại, báo qua lại nha. Hết sắt rồi, hết sắt rồi. Giết hóa đơn trong này cái. F7. Qua đây không? Không không không. Lâu lâu lâu. Ê ơi, tiền sửa xe. Ê, nhầm. Phí sửa xe chứ không phải tiền, nhưng mà phí sửa xe. Giết khách thủ tiêu luôn à. Anh ơi. Giá khách thủ tiêu luôn hả đô. Anh thay động cơ mới. Em ngó, để em ngó trong này có nhiều xác không. Giờ đó thông ơi. Thống vô, thống hay thông? Thống, thống, thống. Thống. Xin lỗi. Thống sao? Thống. Mà anh ơi em hỏi cái này. Anh em gãy răng. Sao xe như thương vỏ đó mọi người. Thôi em ăn cháo nữa anh. Hết xác rồi bạn, bạn thông cảm hết xác. Ok rồi, để em chờ. Xe chạy ngon rồi, cái gì đâu. À ông kia đâu, ông đưa chìa khóa này, đưa chìa khóa này, đưa chìa khóa này, qua ra qua xe đưa chìa khóa này. Ok. Sao á, sao á? Có mua sắt không? Có mua đi. Bán nè. Đặt hợp đồng 100 cái đi, 100 cái mới lấy. 100 cái mới lấy anh ơi. 100 cái nhiêu tiền anh? 100 cái hả? Sắt thì như 8 đô một cái. 100 cái là 800. 100 cái chắc hết tuần anh ạ. Để anh nào kia đưa chìa khóa cho em ấy nhờ. Đây 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 từ từ khoan. Đây 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 nè. Ngồi đi, vô ngồi đi, vô ngồi đi. Rồi nha. Ok nha. Coi thử 100% nha kìa. Ủa sao nó vẫn hư? Vô ngồi cái thạch, vô ngồi cái. Ngồi lại, ngồi rồi. Ngồi lưng nữa, ngồi lưng nữa. Vô ngồi lại cho chắc coi. Rồi xong. Xong rồi, xong rồi. Hồi nãy mất bình nhớ nhưng không có thay được. Mà anh kia mới đánh em. Ai đánh? Ông nào đánh? Anh Thạch này, anh chủ, anh chủ sếp. Rồi xong, trừ lương gì đâu. Thạch ngứa tay á. Anh này nè, đó. Anh này còn định rút dao ra đâm luôn cơ. Lão lắm, này lão lắm. Kêu mang lại đi, lão lắm. Cộng đi đồn nói chuyện. Anh sửa xe cho em vậy xong anh định đâm em không được sửa đúng không? Anh định giấu vô kia đúng không? Em biết mà. Tự nói tự trả lời. anh kia vậy mà anh kia sửa xe hư, cố tình hư để giết em vậy, để họ lấy tiền vậy. Ây da, ra là vậy. Em hiểu hết mà. Nhưng mà những người nhà giàu đó, hay các bạn nghe hay nghe không? Nghe đông đó, vui vậy mấy bạn, mấy bạn gì nào bạn xe hư bạn đem qua đây mình tụi mình sửa, có tâm lắm. Ủa khai. À nghe nè. Lập. Ủa. Nếu nó ấy hợp đồng nguyên liệu gì hả? Hợp đồng thì cái công ty BIT gì á. BIH gì á biết. Ừ, tôi có số điện thoại nè, hợp đồng sao? Thì ông kêu ông nhập là hợp đồng của anh ổng là ổng mà ấy đủ KPI mình sẽ có ưu đãi cho ổng sửa xe giảm 1% gì đó. Thì nói ổng là mình đặt hợp đồng 100 sắt thì có cái gì giảm cho ổng 30% giá sửa xe thôi. Giảm nhiêu phần trăm? 30 50 ok. Đặt 100 sắt đi, 100 hay 200 vậy chứ nha, thiếu sắt. Nha, đặt giờ luôn nha. Ừ đặt đi, hay giá như cũ nha. Giá mới thì không tính đâu. Thôi để nhận cuốc này cái. Tôi có số điện thoại nè, lấy không? 3, 4, 5, 6, 5, 8. Chấp nhận. Đợi tới đây đi kéo xe. Hơi đông. Một. Giờ thấy không? Giờ mình đi kéo xe về, đem xe về cho người ta sửa. Đó, nhiệm vụ của Mechanic là vậy thôi.
Trong này á bạn đừng dọc mấy gang nha. Ở đây có mấy cái gang bảo kê gì ai biết, bảo kê nhà máy gì á. Một khi bạn đánh nó là nó bắn rút súng ra, nó bắn bạn muốn khóc luôn. Ông này làm gì ở đây đây ta? Chỗ này chỗ nào ta? Chút cơ ra. Ngồi xe tải. Giờ quẹo vô đây. Mình phải thắng rồi. Khúc cua này khúc cua gắt không nên chạy nhanh. Xém dính luôn cua. Này chắc hư xe tải rồi. Rồi đúng luôn, xe công ty luôn. Hôm nay làm cái cuốc gì đâu xe công ty không vậy? Sao bạn? Cái xe post shop á, ông cậu nó về cái chỗ chở hàng giùm tôi được không? Ok ok, cũng được. Để tôi tí. Nghe giọng giống con gái rồi. Đi chơi con gái luôn. Không biết cậu lên được không ta. Thôi ai ai ai. Chạy kiểu gì đây? Rồi lên. Không biết nâng lên được không? Lên. Rồi được. Bạn chấm GPS giùm mình đi. Ok, lên. Kẹt xe nó kéo đi vậy? Ủa? Xe nó nằm trên rồi mà ta. Thấy nó không có nằm ở trên. Tôi thấy nó nằm ở trên rồi đó. Ờ vậy hả? Chắc bớt đó, chắc lỏi lỏi. Rồi chưa? Tôi thấy không cái xe nào nằm trên xe hết. Lâu nó bị lỗi đồng bộ. Ok, giờ thấy rồi, thấy rồi. Mấy bạn biết sao mình tông cái cây đó không? Cây đó bị ngu. Mình tới thì nó không chịu nâng lên, đợi mình đứng sát rồi nó mới chịu lên. Hy vọng giống con gái rồi. Mình không biết chắc con gái hay trai. Nó sẽ nhúng 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 tiếu thiệt chứ. Để đâu vậy? Alo alo. Alo bạn ơi.
Bình ơi, Bình ơi. Đâu? Bên đâu không? Bên bên đâu vậy? Chỗ này ha, chỗ này ha. Chỗ này đúng không? Đúng rồi đó. Rồi đi. Cái đầu xe nó phải vô cái chỗ thằng nó đứng á, là tôi e được là tôi trả xe được đó. Vừa đẩy người ta. Okay. Cảm ơn ông nhé, cảm ơn ông nhé. Ok, ok. Thử lên coi được không? Ông ơi, tranh thủ lấy xe ra để ra lấy. Mấy bạn thấy gì không? Sợ chứ mình sợ coi. Xong cái mốp muốn xe mình. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Đây làm vậy cũng đủ rồi. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Nếu bạn thích video của mình hãy cho một like, subscribe nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Cảm ơn các bạn nhiều.